chào mọi người đã trở lại với kênh Cái Cảnh và Chuyện Miền Tây của mình. Bữa nay mình đi làm hồ cho khách, vô tình gặp được một cái hồ cá quá trời đẹp luôn nha. Rồi quay cho anh em xem luôn. Hồ này chủ yếu là nuôi cá dĩa với một số cá ông tiên. Đây, con cá ông tiên đây khá to nha. Con này cỡ 6 ngón đó. Đây cái dĩa Abio nè. Mắt đỏ. Vàng mắt đỏ. Có mấy con sai khủng nè. Mấy con này đều là size to hết. Hồ trong đây là lũa với gáy nana nha. Cư dân trong hồ gồm có chuột cà phê luôn nè, với một số mấy em hồng mi. Rất là dạng luôn, cá rất là dạng luôn. Đây mình quay xa thấy tổng quan là cái hồ. Mấy con cá ông tiên này là sai khủng luôn, nhìn rất là đẹp. Có cho ăn chưa? Cái ngày ăn mấy cử? Ngày cử sáng chiều. Thấy bóng lội lời, đẹp ha. Trong đây 20 con có gì không? 20. Đây tại nó bị chói nắng ở ngoài nên mình quay thấy không rõ nữa, nhìn ngoài thực tế rất là đẹp luôn. Cái hộp cua mà khi lên đồ luôn ha. Gì vậy? Hộp cua mới dán xong thì khi lên đồ luôn ha. Được rồi, để anh nhìn cho.